Phước có nhiều thứ, không phải chỉ có tiền mới làm phước. Nghe pháp phục vụ, cung kính lễ bái, hành theo giới, định tuệ, bắt chánh đạo, vân vân đều là phước. Có thể hồi hướng đến cha mẹ và cũng là cách sám hối thiết thực những sai lầm về trước. Tội phước có thể bù trừ cho nhau hoặc trở thành vô hiệu khi quả chưa thành hình. Cũng như trồng cây xoài chua, nếu chưa ra quả có thể ghép xoài ngọt vào vẫn ra trái ngọt. Nhưng khi đã ra trái và chín rồi thì phải gặt hái xoài chua. Nhưng tội và phước chủ yếu để giúp chúng ta học ra bài học giác ngộ sự thật, chứ không phải để tính toán bù trừ. Phước tội chỉ là bài học nhân quả để giác ngộ. Vì vậy nên lấy đó để thấy ra sự thật về bản thân mình và cuộc sống, hơn là xem nặng việc có sinh vào còn giữ hay không. Nếu sinh vào còn giữ mà học ra được bài học đâu là nguyên nhân luân hồi sinh tử, đâu là giác ngộ giải thoát, thì tốt hơn sinh vào cõi nhàn mà chỉ biết an hưởng, không thấy ra nguyên nhân đau khổ. Việc cúng dường để bác tùy vào tâm thí chủ. Nếu cúng dường để bác với tâm hoan hỷ và có trí tuệ thì mới có phước. Nếu làm với tâm tham lam, tài kiến thì vẫn là tội chứ không phải là phước. Đối tượng cúng dường và vật cúng dường là phụ, do đó tốt xấu chỉ tương đối, còn tâm cúng dường mới là phước hay tội. Phước huệ song tu, nghĩa là trong khi con làm việc phục vụ lợi ích vị tha, con trọn vẹn tỉnh thức, sáng suốt biết mình, gọi là phước huệ song tu. Thí dụ, vừa chăm sóc mẹ già vừa chánh niệm tỉnh giác chẳng hạn. Phước chính là việc chăm lo cho mẹ bữa cơm chu đáo với tình mẫu tử tâm sâu. Như vậy khi con yêu thương và tận tâm chăm lo cho mẹ là đã phước rồi, không cần chờ đợi phước nào nữa. Công quả vừa làm vừa sống trọn vẹn tỉnh thức thì đó chính là phước huệ song tu. Chỉ nghĩ đến điều thiện hoặc chỉ hoan hỷ với điều thiện người khác làm cũng được phước tương ứng. Phước trí thật sự chỉ có khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trọn vẹn sáng suốt nơi thực tại thân thọ tâm pháp. Phước trí vô vi vô ngã này tự tỏa ra ảnh hưởng lợi lạc đến muôn loài một cách tự nhiên. Làm phước là cách để thoát khỏi tính ích kỷ và mở rộng tấm lòng vô ngã vị tha. Đồng thời, qua việc làm đó, học ra chính mình, học ra bản chất đời sống để phát huy trí tuệ và đạo đức.